Xin chào tất cả quý vị. Đã lâu lắm rồi thì hôm nay tác giả Nguyễn Hồng Dung mới có một câu chuyện và tiếp tục gửi về cho kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Thực sự tác giả Nguyễn Hồng Dung còn rất là trẻ, nhưng lối viết cực kỳ chắc tay. Và câu chuyện ngày hôm nay Hồng Dung gửi tặng cho chúng ta thực sự vô cùng là sâu sắc. Câu chuyện sẽ được chia thành hai phần. Tối nay chúng ta sẽ đón nghe phần 1. Câu chuyện này kể về tình cảm giữa người bà và người cháu, và nó đã gây cho Thuận rất là nhiều cái cảm xúc khi đọc câu chuyện này, đặc biệt là ở phần 2 của câu chuyện. Vậy quý vị hãy đón nghe cả hai tập của câu chuyện này để biết được ý nghĩa, nhân văn mà tác giả muốn gửi gắm vào câu chuyện này quý vị nhé. Tối nay sẽ là tập 1, mời quý vị cùng đón nghe. Từ đầu căn chòi nghỉ nắng ở đầu cánh đồng, ông Tiến vẫn đang quạt phành phạch cái nón lá, miệng ngân nga cái câu hát như một sự quen thuộc. Cái giọng ông khàn khàn đặc trưng lắm, nghe qua là biết, mà biết một lần thì nhớ dễ khi đến tận già không lẫn vào đâu được. Cái giọng hát ấy cứ vang vẳng mãi cho tới tận con đê đầu làng, phá tàn cái nắng oi ả trong những ngày cuối tháng 6. Vài ngọn gió lay lắt thổi qua từng gương mặt của đám trẻ chúng tôi. Hôm nay tôi phải lên thành phố. Mẹ tôi mất từ sớm rồi, từ cái ngày tôi còn bé lắm, đến cái mức mà đến gương mặt của mẹ tròn méo ra sao tôi cũng chẳng nhớ đặng. Chỉ biết rằng mẹ là một người dâu thảo hiền, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó lắm. Bà nội tôi kể vậy, tôi cũng tin như thế. Cũng chẳng mảy may gì cả. Có lẽ cái tình thương của bố lẫn bà nội đã làm tôi vơi bớt đi cái nỗi xót xa khi không còn mẹ. Thế nhưng khi đã chập chững biết suy nghĩ, bố cũng đi biển biệt, thi thoảng mới về thăm nhà. Ngày đầu là lên tận thành phố cơ. Tôi sống với bà nội từ ấy, sống dưới cái mái nhà tranh vách đất đơn giản từng ngày. Tuy nghèo đến thế, nhưng tôi chưa một lần cảm thấy tủi thân cả. Còn bà, còn bố, còn cả cái mảnh vườn lác đác vài con gà mái tơ. Cuộc sống như thế đối với một đứa trẻ thì đã quá đủ rồi. Một ngày bình thường trời vẫn nắng oi ả. Sau bữa cơm trưa bà lại như một thói quen mà kéo tôi lên cái chõng tre sát vách mà vớ lấy cái quạt nan quạt phành phạch. Cái miệng móm mém đã bắt đầu rụng dần những chiếc răng đen xì xì mà phả ra từng hơi bã trầu. Ngủ đi, cấm con được đi bêu nắng đấy. Tao mở mắt ra mà không thấy đâu là tao đập chết mẹ mày. Không, con lớp 6 rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu. Bà cho con đi chơi đi, kẻo bọn thằng Tũ nó đợi. Tao bảo nằm yên, ngủ đi. Tiền nhân nhà mày, chơi bời cái gì, cái giời nắng như thiêu như đốt thế này hả? Bà nạt nhẹ, tôi cũng đành mà nằm yên, giả vờ nhắm lim dim cặp mắt như đang chìm vào giấc ngủ. Cái việc này tôi phải làm hàng ngày, chỉ chờ cho nhịp quạt bà thưa dần, cũng tức là lúc bà đã ngủ hẳn, tôi lại chuồn đi chơi. Quả đúng như dự tính, chỉ tầm nửa tiếng sau thì bà ngưng quạt hẳn. Trong vành tai lại nghe loáng thoáng tiếng của bọn trẻ chạc tuổi vọng lại từ đâu đó. Nga ơi! Nga! Đi chơi không? Tôi khẽ mở hở cặp mắt ra mà nhìn. Ngay chỗ khung cửa sổ chiếu tới hình ảnh thằng cô Tún đang trèo vắt vẻo lên ngọn cành cây khế mà gọi với vào bên trong chỗ cái chõng mà bà cháu tôi đang nằm. Tay đang vặt liên tục những quả khế mà giấu vào trong lưng quần. Tôi nhìn thì hãi, sợ bà tỉnh giấc giữa chừng nên vội xua tay, ý bảo bọn nó cứ ra ngoài ngõ đợi. Bản thân cũng từ từ nhón người mà leo xuống đất. Một hơi chạy thục mạng ra ngoài ngõ. Cái đôi dép đã đứt cả miệng, còn chưa kịp đi vào chân mà mới chỉ cắp ở nách. Làm gì mà lâu thế? Nắng bỏ mẹ mà cứ bắt bọn tao đứng đợi mãi. Từ ngoài ngõ, thằng cô Tốn nhổm nhòm miếng khế trong miệng mà có một phần khó chịu. Thấy vậy thì tôi liền giơ ngón tay lên miệng mà suýt một tiếng. Nhỏ tiếng thôi, bà tao dậy bây giờ. Đến lúc này mới có thể đặt đôi dép xuống chân mà mang đàng hoàng. Tôi lại cười tươi rói rói tiến về phía mấy thằng con trai mà hồ hởi. Sao hôm nay sớm thế? Tưởng chúng mày bảo là hơn 2 giờ mới đi chơi cơ mà. Còn chưa đợi cho đám chúng nó trả lời, tôi lại chìa tay về phía thằng Tốn. Cho tao quả khế với. Thằng Tuấn chùa cái mỏ lên, ôm chặt cái đũng quần mà quay phát người đi. Chá, tao bảo bố mày là hôm qua mày đốt đống rơm nhà ông Tí nhá. Tôi dọa. Thế là thằng Tuấn đành phải ngoan ngoãn mà vạch quần ra lấy nốt quả khế cuối cùng trong lưng quần. Thế nào mà quá tay, nó làm hở luôn con chiếc chòe ngắn cũn cỡn trong quần. À, thằng Tuấn hở chim cho con Nga nhá. Chết mẹ mày, chúng mày yêu nhau nhá. Ở bên cạnh, thằng Toàn béo vội hô hoán cả lên. Cả đám trẻ như được đà cũng vội kháo nhau tùm, vang lừng cả con ngõ nhỏ. Tôi nghe thì ngại, chạy vội mà túm tóc thằng Toàn béo đấm thùm thụp vào lưng. Ấy thế cơ mà thằng này da dày thịt béo, không biết nó có đau không mà tay tôi đã đau điếng. Đối diện với cái tiếng hề hề trơ trẽn của nó, tôi cũng đành chịu. Một hồi sau thì cả đám kéo nhau xuống dải đất bãi ở ven con sông dài vắt ngang qua làng, hẹn nhau mỗi đứa một chân một tay, bẻ trộm đủ thứ cây quả mà người ta trồng. Chẳng biết xui rủi thế nào, tôi lại được phân phó đi cùng với thằng Tuấn. Có vẻ chuyện này cũng là do thằng Toàn béo bày ra cả. Mới qua đoạn vườn chuối tùm, thằng Tuấn đã chỉ về một thân chuối ngay cạnh mà bảo: bẻ đi, lấy chục quả chuối xanh với cái hoa chuối thôi. Tao mang gói muối hảo hảo đây này. Sao mày không bẻ mà bảo tao? Tao cho mày khế rồi, giờ mày phải bẻ chuối chứ. Nghe vậy thì tôi cũng tức. Rõ ràng là nó vặt trộm khế nhà mình, ấy thế nào giờ lại mang tiếng là ăn của nó cho. Nghĩ thế tôi đánh bạo mà hỏi: nhưng tao là con gái, mày không thương tao à? Thằng Tuấn có vẻ bị đả kích, nó nuốt nước bọt đánh ực một cái, khịt khịt dòng nước mũi mà nhìn tôi chân chân. À thì... nó ậm ừ, cũng đành tiến lại mà bẻ mấy quả chuối xanh. Còn đương lúc loay hoay vặt nốt cái hoa chuối già, đột nhiên nó quay lại hỏi: tao thương mày, thế mày có thương tao không? Thương cái cứt ấy, về nhà nhanh, cả bọn nó chờ cái kìa. Tôi cố quay mặt đi để che bớt cái đỏ ửng trên gò má, không biết rằng thằng Tuấn nòm có thấy hay không. Ấy thế nhưng lúc quay trở lại mấy bóng mát ở vườn xoan, trông nó vui vẻ lắm. Để tao xem nào, mấy bắp ngô, mấy quả chuối với vài củ khoai. Thằng Toàn béo nhẩm đếm, sau này ngẩng mặt lên mà bảo: giờ chơi cô dâu chú rể nhá, cho con Nga làm cô dâu, còn tao làm chú rể. Nghe thấy nó nói vậy thì tôi vội giãy này: eo, mày béo bỏ mẹ, tao không lấy mày đâu. Nghe vậy thì cả đám liền cười phá lên, riêng thằng Tuấn còn chêm vào: tẽn tỏ nhá, đẹp trai như tao mới được làm chú rể. Vừa nói, nó lại khịt khịt cái dòng nước mũi: à, thế là mày nhận mày yêu cái Nga nhá. Cả một đám trẻ con lại được dịp, chúng nó hết lời mà gán ghép. Không những thế còn bắt tôi cùng thằng Tuấn phải làm đám cưới nữa, nếu không là chúng nó dọa nghỉ chơi. Cũng đành. Sau cái tiếng phù thề giao bái học được ở trong phim, chúng nó hô tung hoa rồi ném rập trời những thứ lá khô dưới đất vương cả lên đầy đầu. Được nước, thằng Toàn béo đứng dậy mà kéo cao cái cạp quần, lại hắng giọng: chú rể Tuấn, lấy nhau về thì ai giặt quần áo? Tao... nhầm, tôi giặt. Ai nấu cơm? Tôi nấu. Tôi nghe vậy thì cầm lòng không nổi mà phì cười lên một đoạn, sẵn miệng hỏi: thế cô dâu làm gì? Thằng Tuấn ngây ngô đáp: mày đẻ con. Tôi lại được một phen ngượng đến đỏ mặt, trong phút chốc lại khẽ sờ lên phần nách. Bà tôi bảo là đẻ con ra từ nách mà đẻ đau lắm, chịu sao mà nổi. Cả đám còn đang vui vẻ như thế thì đột nhiên một thằng trong đám lại hét lên thất thanh, cánh tay chỉ về đằng sau lưng của tôi: Nga! Nga! Bà mày đến kìa! Một câu này làm tôi giật bắn cả mình. Vừa mới liếc về đằng sau lưng thì đã thấy bà cầm nguyên một cái roi to tổ bố, tay chống nạnh mà nạt: tiền sử bố mày, tao bảo mày không được đi chơi cơ mà. Đám chúng mày về đi, kẻo bố mẹ mong. Bà... Tôi ú ớ định phân bua, ấy thế mà lời chưa ra khỏi miệng đã bị viết thẳng mấy cái roi vào đít. Tôi đau lắm, khóc ré lên mà chạy thẳng một mạch về nhà. Vừa vào đến trong sân thì bà cũng đã kịp về tới. Đằng sau lưng vẫn vang lên tiếng mắng cho chả của bà. Có vẻ như bà giận lắm, nhưng thế nào thì tôi cũng quen rồi. Khẽ quẹt đi dòng nước mắt còn đang ngắn dài, thì ngay lập tức đập vào mắt là hình ảnh một người đàn ông đang vụt mặt vào cái vòi nước dưới sân giếng. Là bố đang hì hục kéo cái vòi bơm để bơm lên từng dòng nước. À, bố về. Bố tôi ngoảnh mặt ra, lau đại vạt áo lên mặt mà mỉm cười, lộ ra hàm răng vàng ố khói thuốc. Hai bà cháu chưa nắng rồi còn đi đâu? Bà tôi không đáp, chỉ ngồi đại dưới cái hiên nhà mà vuốt mép nhột tẹt miếng nước bá trầu. Anh cũng biết đường về à? Tôi tưởng anh quên luôn bà cháu tôi rồi. Mẹ cứ nói thế. Bố tôi nhíu mày, lại đi vào ngồi đến bên cạnh bà. Trong túi lại rút ra bao thuốc tam đảo mà hút đại một điếu. Con về đây để bàn với bà cái này. Bà thở dài, rót cho bố một chén nước mà bảo. Dạo này làm thêm nhiều à? Chồng mày đen đi nhiều đấy. Có vẻ bà biết bố định nói điều gì nên tính đánh trống lảng. Ấy thế nhưng bố vẫn quyết nói như chắc nịch. Lần này bà cho con đem cháu lên thành phố. Ở trên đó có trường học tốt, đời sống cao, không nghèo như quê mình. Con cũng tiện gần con gần cái. Chứ bố con cả năm trời gặp nhau được có mấy lần, còn bứt rứt quá. Bố nói lớn lắm, tôi nằm tít trong buồng cũng còn nghe thấy. Vốn đã quen hơi bà, tôi chẳng muốn đi. Ấy thế nhưng tôi cũng nhớ bố lắm, cũng mong mỏi từng ngày rằng bố sẽ về thăm nhà. Tôi gần đất xa trời rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Anh muốn làm gì thì làm. Cái gương mặt khắc khổ của bà lại ánh lên một chút buồn. Nhưng có lẽ bà biết rằng để cho con cho cháu được ấm no thì vẫn tốt hơn là sống dưới cái nhà lụp xụp này. Ở cái tuổi của bà, trông vào vải bó rau với con tôm con tép, nuôi thần cũng đã còn khó, nói gì nuôi thêm một đứa cháu đang tuổi ăn tuổi lớn nữa. Tiền bố gửi về bà cũng có dám tiêu hoang gì đâu. Tạm tiện qua ngày để khi bố về còn có tiền mà xây nhà dựng cửa. Bà với bố nói chuyện lâu lắm. Đến lần này thì bà có vẻ như đã xuôi hẳn, quyết định cho tôi đi với bố rồi. Chỉ một thoáng sau, bố đã đi vào trong buồng mà nói với tôi. Đứng lên con, gói ghém quần áo rồi đi với bố. Tôi gật đầu nhưng cũng chẳng đáp, chỉ đơn giản là với trong hộc tủ vài bộ quần áo đã nhăn nhúm, rồi nhét vào trong một cái bao tải. Nhanh lên con, kẻo muộn xe khách. Nghe vậy thì tôi càng nháo nhác, gói ghém mọi thứ xong xuôi thì liền theo bố ra ngoài hiên. Đối diện với bà lần cuối, tôi lại sụt sùi mếu máu khi thấy được những hàng nước mắt giàn giụa của bà. Lên thành phố, còn cố học, thì thoảng về thăm bà nhé. Tôi vội gật đầu. Hai bà cháu mủi mẫn được mấy câu thì bố cũng vội kéo tôi rời khỏi. Nói sau này còn khối dịp mà về, không phải nước mắt ngắn dài làm gì cả. Chào bà lần cuối rồi cùng bố đi ra khỏi ngõ. Lúc này đám trẻ con trong xóm cũng bu kín lại. Tôi chỉ nói đại được một vài câu rằng phải đi rồi. Trong đám đứa nào cũng buồn lắm, duy chỉ mình thằng Tũn là không nói câu gì, chỉ chạy đi một mạch về phía con đường trải đầy rơm rạ mới. Tôi còn tưởng là nó giận tôi rồi, ai ngờ rằng đến khi quay lại, trên tay còn cầm theo một que kem mút mà xúi cho tôi. Tao đi đổi đôi dép lấy que kem cho mày này. Ăn đi, khi nào trên thành phố về thì mua trả tao đôi dép đấy. Tôi cầm lấy que kem mà cười mếu. Cũng đành chia tay đám bạn từ đây. Đến khi tới đoạn đường cuối làng thì mới thấy thằng Tũn vẫn bám theo sau từ bao giờ. Nó hét lên. Ấy thế nhưng khoảng cách xa quá tôi cũng chẳng nghe rõ nữa. Bố, sao bố không đón bà đi cùng ạ? Tôi quay sang hỏi. Ấy thế nhưng chỉ được đáp lại bằng cái thở dài của bố. Đến khi tới nhà của bố trên thành phố mới biết, bố đã ăn nằm cùng một người đàn bà khác. Hai người cũng đã có một mặt con mới lên 2 tuổi. Tôi buồn lắm. Ấy thế nhưng cũng đành phải chịu. Cũng may mắn rằng người mẹ kế này không hạch sách độc đoán như những mụ dì ghẻ trong chuyện cổ tích bà hay kể. Chỉ có điều rằng dì hơi khó tính. Bắt dì ở cùng người già cả như bà thì dì không chịu được. Cuộc sống của tôi cứ thế mà trôi đi biển biệt. Ngày đi học, tối phụ bố bán quán hàng nước ở đầu phố. Có mấy lần muốn về thăm bà, nhưng bố nói rằng bận. Nhiều lần hứa lên hứa xuống. Ấy thế nhưng toàn là đồng lần, chẳng lần nào bố thực hiện cả. Tôi chẳng dám trách nửa lời. Bố đã có cuộc sống mới cũng phải lo lắng nhiều bề. Nhìn bố tối ngày tất bật, thành ra tôi cứ sống mãi trong cái nỗi nhung nhớ về bà. Tôi nhớ nhiều lắm, đến cái mức mà đêm nào cũng ngồi viết thư tay để gửi về quê. Thế nhưng rồi lại vứt vào sọt rác, thì một đứa học sinh lấy đâu ra tiền mà mua tem phiếu, rồi phí gửi thư ở bưu điện nữa. Quành đi quẩn lại cũng mấy năm trời, mà số thư tôi gửi chỉ ngót nghét đếm trên đầu ngón tay. Cho đến một ngày kia, tôi đã tốt nghiệp đại học, cầm trên tay tấm bằng về khoe cho bố, thì cả bố và dì cũng mừng lắm. Hẹn vài hôm nữa gia đình sẽ mở tiệc liên hoan. Ấy thế nhưng nghe thấy chữ gia đình thì trong lòng tôi lại có phần nghẹn ngào. Nhớ đến bà, thiếu bà thì còn gọi gì là gia đình nữa. Bố cho con về quê với bà. Gần chục năm nay con không về rồi, con nhớ bà lắm. Nghe tôi nói vậy thì bố cũng gật đầu, nói rằng để vài hôm nữa, sau khi thu xếp công việc, thì cũng dắt dì về ra mắt bà. Thế nhưng tôi đã quá quen với lời hứa này rồi. Lần này không nghe bố nữa, tôi tự bắt xe mà về quê. Dù gì trong cái thời gian đại học, tôi cũng dành dụm được một khoản nhờ việc đi làm thêm rồi. Quyết thế, ngày hôm sau tôi đã có mặt ở bến xe để đón chuyến xe sớm nhất. Biết bao nhiêu cảm xúc ngày nào vẫn còn nguyên vẹn, chỉ khác rằng con đường về quê đã không còn gồ ghề như trước nữa. Không biết bây giờ bà có đang nhớ cô hay là không đây? Con về với bà rồi đây. Sau mấy tiếng tàu xe thì cũng đã đặt chân được lại cái mảnh đất cằn cỗi vào giữa mùa gặt. Cái mùi rơm mới sộc thẳng vào mũi làm tôi khoan khoái hẳn. Nhìn về phía cái cổng làng đã phủ kín rêu phong, không khác gì ngày rời đi. Một cái cảm giác sướng đến rợn người lại nảy lên trong cơ thể. Không nghĩ nhiều, tôi lại một mạch lần theo trí nhớ mà tìm về con đường đất dẫn vào cái ngõ vắng về nhà bà. Cái làng còn con này bây giờ cũng đã thay ra đổi thịt nhiều lắm rồi. Nhà tầng cao san sát, dây điện trăng tứ phía, chẳng kém cái thành thị nơi tôi sống là bao. Chỉ còn lại lác đác hình ảnh mấy kẻ chợ hối hả cho phiên đầu tháng là còn vẹn nguyên. Có vài người lạ lẫm, có vài kẻ quen mặt, tay bắt mặt mừng cũng chỉ là đại khái. Bây giờ tôi chỉ muốn về với bà thôi. Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng đã tìm về tới nhà. Thế nhưng đập thẳng vào mắt không phải là ngôi nhà lá đơn sơ như ngày nào. Thay vào đó là một căn nhà khang trang lợp ngói, tường quét vôi ve trắng xóa trông vẫn còn bóng màu. Trước hiên nhà là một bà cụ móm mém, tựa đầu vào tường mà trông tới đàn gà đang réo rắt một đám thóc đang phơi trước sân. Tôi không cầm nổi nước mắt, hét lên một tiếng mà chạy sổng sọc vào trong. Bà! Con về rồi đây! Bà tôi khẽ ngoảnh ra, cái thân thể già yếu lại nheo cái cặp mắt đục ngầu mà nhìn tới. Phải mất một hồi thì bà mới nhận ra được tôi, cũng ngay lập tức đứng dậy mà móm mém. Mày là cái Liên Phong! Tôi nghe bà nội nói vậy thì bùi ngùi lắm, khẽ đẩy bà ra mà bảo: Không, cháu là Nga, cháu nội bà đây. Liên là mẹ cháu. Cái Nga, bà nhớ rồi, cái Nga. Cái khuôn miệng móm mém như phải khó khăn lắm mới bật ra được vài câu. Thế mẹ mày đâu? Tôi nhìn bà như vậy mà không kìm lòng nổi. Có lẽ bà đã già lắm rồi, cái nhớ cái quên, đến ngay cả đứa cháu mà bà đã từng yêu quý cũng đã chỉ còn là những mảng ký ức nhạt nhòa. Mẹ cháu mất từ hồi đẻ cháu ra rồi mà. Tôi luống cuống nói, chỉ vội đỡ bà vào nhà mà bảo: Thế bà đã ăn uống gì chưa ạ? Ăn rồi, bà đáp lại mếu máo hỏi. Sao đi biển biệt, giờ mới chịu về. Còn cũng bận học hành bà ạ. Tôi đáp, lại nhìn quanh căn nhà một lần. vẫn là những vật dụng từ xưa cũ. Cái đèn dầu, cái đồng hồ cũ, ngay cả mấy cái niêu đã sứt quai vẫn được bà dùng cho đến tận bây giờ. Ngay cạnh bàn thờ của ông còn có treo một tấm bằng nho nhỏ: nhà tình nghĩa. Mấy năm nay con không về chăm bà được, bây giờ con về với bà rồi đây. Tôi khẽ ôm chầm lấy cái cơ thể nhỏ thó kia vào lòng. Cái hơi ấm của bà vẫn ấm áp như thế. Thế bố mày đâu? Sao không về cùng? Nghe bà hỏi vậy, tôi cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải. Chỉ đành nói rằng bà cứ ngồi yên trên nhà, để bản thân chạy ù ra chợ làm vài món ngon cho bà cháu cùng ăn bữa cơm trưa. Bà cũng ậm ừ rồi thôi, lại lấy cái bã chầu đã khô quắt mà đưa vào miệng nhai tóp tép. Loài hoài một hồi thì cũng đã nhập nhoạng tối. Sau cái bữa cơm chiều thì đột nhiên tôi lại nổi đoá lên muốn gội đầu. Trời thì nóng, sẵn tiện có cái vòi nước giếng lẫn dây bồ kết của bà, nên không ngần ngại mà nấu hẳn một nồi bồ kết. Còn đang chổng ông chổng tĩ lên, đẩy cái cật nặng trĩu để bơm từng dòng nước, thì đột nhiên từ đằng sau lưng, một bàn tay vỗ đánh đốp vào cái mông, làm tôi giật mình, suýt chút nữa lộn cả người xuống giếng. Ai đấy? Tôi có chút bực mình, ấy thế mà đến khi quay mặt lại thì liền nhận ra một kẻ quen thuộc, là thằng Tuấn. Bây giờ đã ra dáng đàn ông lắm rồi, chỉ mỗi tội là đen như củ súng. Nghe mẹ bảo Nga mới về nên tao chạy sang đây ngay. Tôi nhìn cái vẻ vui mừng của nó thì cũng chẳng nỡ giận. Không những thế còn không nhịn nổi cười. Ánh mắt khẽ liếc vào trong nhà thì thấy bà vẫn đang ngồi nghe cái đài radio cũ mà bố để lại. Bấy giờ mới đáp: Thế tao về thì liên quan gì mà phải chạy sang đây? Có chứ, thấy vợ về mà lại không chạy sang xem có tòm tem với thằng nào không à? Ai là vợ mày? Tôi trừng mắt lên hỏi. Ấy thế nhưng thằng Tuấn vẫn chớ chẽn. Thì ngày trước mình làm đám cưới ở vườn xoan đấy thầy. Quên à? Nó cười hề hề, lại kéo đỡ tôi cái cẩn gạt nước. Vợ ngồi xuống đi, anh gội đầu cho. Này nhá, tao đấm mày đấy. Vợ con gì với mày? Có chó nó mới lấy mày thôi. Sau gần chục năm không gặp, ấy thế mà chúng tôi vẫn vui vẻ như ngày đầu. Cái cảm giác này khác hoàn toàn với những mối quan hệ lạc lõng trên thành phố mà tôi có. Thế sao không gội đầu ban sớm ấy, để đến đêm rồi còn gội đầu? Thằng Tuấn múc từng gáo bồ kết mà đổ lên đầu tôi, bảo nhỏ: Cái thằng này hay nhỉ? Từ sáng đến giờ tao có rảnh tay tí nào đâu, bây giờ mới có thời gian chứ sao nữa. Thấy tôi gắt lên như vậy mà nó vẫn không chịu thôi, lại chêm vào: Mày gội đầu đêm là dễ có ma sờ lên đầu lắm đấy. Thằng điên! Tôi phỉ ra một câu, vẫn tiếp tục gội mà không mảy may lấy một chút. Ấy thế nhưng chỉ khoảng 3 giây sau, từ trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện một cảm giác lạ lạ, như thể có thứ gì đó đang vợn vẽ. Như một loại bản năng, tôi bất giác nhìn lên thì chỉ thấy thằng Tuấn đang xối đều từng gáo nước lên trên đầu mình. Gương mặt nó vẫn lạnh tanh như chưa biết chuyện gì. Mày trêu tao đấy à? Tôi hỏi. Ấy thế nhưng nó vẫn cứ tỉnh bơ. Trêu gì? Ai làm gì mày? Thấy nó điểm nhiên như vậy thì tôi cũng đành thôi, lại tiếp tục cúi xuống, tay lại vuốt nhẹ mái tóc mà thở khẽ ra một hơi. Bất thình lình, ngay cái lúc ấy một cảm giác rõ ràng rằng có thêm một cái bàn tay ai đó vuốt thẳng lên trên đỉnh đầu tôi một cái, làm tôi giật bắn mình mà lùi thụt về phía sau. Không tự chủ nổi mà la thét lên một tiếng. Thằng Tuấn nhìn thấy như vậy thì thắc mắc lắm: Mày sao đấy? Ma nhập à? Mày trêu tao phải không? Tôi sợ đến phát khóc. Ấy thế cơ mà thằng Tuấn chỉ trợn trừng trừng con mắt mà gắt nhẹ: Mày bị điên đấy à? Tao có làm gì đâu. Rõ ràng mày xoa đầu tao. Mày ảo tưởng đấy à, con điên kia. Mày nhìn đây này. Nói đoạn, nó xòe cái bàn tay vẫn đang khô ráo ra mà chỉ thẳng đến trước mặt tôi. Đoạn nói: Tao mà xoa thì tay phải ướt chứ, làm sao mà khô thế này được. Đến lúc này thì lời nói ban nãy của thằng Tuấn mới làm tôi nổi cả gai ốc. Chẳng lẽ lại đúng là có ma sờ đầu tôi thật. Tôi hãi lắm, đùn lên lẩy bẩy mà nước mắt ngắn dài. Phải đến một hồi lâu sau, thằng Tuấn nghĩ có khi tôi đã sợ tới mức vãi cả mật rồi, thì mới cười phá lên một tràng. Thôi, tao đùa đấy. Vừa nãy tao sờ đầu mày đấy. Ngồi xuống đây tao gội đầu nốt cho rồi mà vào nhà. Sương xuống rồi kìa. Tiện nhân mày, hết trò nghịch à? Tôi cắt lên. Ấy thế nhưng cái tên chở chẽn kia còn không biết hối lỗi, đã vậy còn đem cái bộ dạng sợ hãi ban nãy của tôi ra mà cười khành khạch. Một hồi sau, gã thấy tôi quay mặt đi tỏ thái độ thì mới kịp vớt vát. Cái con này, ngồi xuống đây ta gội đầu nốt cho. Đẩy chả khiến. Tôi ngồi bệt xuống cái nền giếng, tay giằng lấy cái gáo trong tay thằng Tuấn mà tự mình gội nốt cái đầu qua loa. Thằng Tuấn nhìn thấy tôi như vậy thì đâm ra hoảng, vội vàng nài nỉ. Thôi, tao đùa ấy mà. Đây, tao cho mày cái này. Dứt câu, nó móc từ trong cái túi quần ra mấy quả cóc non đã gọt sẵn, đựng trong một cái túi ni lông, đưa tới trước mặt tôi mà lắc lắc. Thèm không? Cho người ta xin lỗi nhá. Nhìn thấy cái bộ dạng của nó như vậy mà tôi không tài nào nhịn nổi cười. Cả hai đứa lại lời ra tiếng vào, phải mất một hồi lâu. Mãi sau tôi mới biết, trong suốt thời gian tôi đi, chính thằng Tuấn là người thi thoảng qua lại thăm nom bà tôi những lúc đau ốm. Đâm ra bà tôi cũng quý nó lắm. Không những thế còn hứa cả tôi cho cái thằng cu Tuấn nữa. Rõ khổ, cái ngữ chỉ toàn lừa người già trẻ con. Có chó mà thèm lấy. Đợi tôi hong khô đoạn tóc thì nó cũng về. Hẹn hôm nào rảnh sẽ rủ tôi đi xem văn công cùng đám bạn cũ. Tôi cũng gật đầu. Áng chừng bây giờ đám chúng nó cũng đã lớn hết cả, cũng đã lao ra ngoài xã hội mà bươn trải rồi, lấy đâu thời gian rảnh rỗi như ngày xưa nữa đâu. Bước lại về cái gian giữa, lúc này bà mới chịu tắt cái đài radio cũ kỹ. Cái ánh mắt đục ngầu lại hướng về tôi mà có một chút vô hồn. Liền đấy à con? Sao đi lâu quá, giờ mới về với mẹ. Bà lại quên con rồi. Con là Nga, Liên là mẹ con. Cái Nga. Bà có một chút bần thần, lại đứng dậy mà bước những bước lững thững về lại cái giường đã mục nát phân nửa mà nằm xuống. Tôi cứ đứng nhìn bà mãi, còn không đành lòng mà nấc nghẹn lên một nhịp. Nhìn bà bây giờ đâu còn tinh anh như ngày xưa nữa. Một người đã sắp xế bóng lại dịu dã đến mức như thế sao? Bà ngủ chưa? Con tắt đèn nhé. Tôi cất giọng hỏi, cũng chẳng thấy bà nói gì nữa. Đến lúc này mới thở dài ra một hơi mà tắt đi cái ánh đèn vàng vọt duy nhất trong căn nhà, lần theo những thứ ánh sáng mờ mờ từ ánh trăng leo lát hắt vào trong khung cửa, để tìm đến căn buồng ngủ của mình. Quá 2 giờ đêm, bóng trăng cũng đã nhạt dần. Có vẻ như cái sự lạ giường làm tôi không tài nào ngủ yên được. Tôi cứ trằn trọc mãi, đôi mắt vẫn nhắm nhưng thần trí không tài nào ngưng nghĩ về những cái ngày tháng thơ ấu cùng bà, cùng đám bạn quanh xóm. Nó cứ hiện về như một bộ phim dài đằng đẵng. Cái tiếng tích tắc phát ra từ cái đồng hồ cũ từ ngoài gian giữa cứ không ngừng réo rắt. Bất chợt, từ đâu đó vọng lại những âm thanh của con mèo hoang phát ra từ bên trên mái ngói, giống hệt như là những tiếng của trẻ con khóc vậy. Tôi sợ đến điếng người. Đang giữa những ngày đầu hè mà cũng phải quàng cả cái chăn mỏng lên đến kín đầu. Cả người run lên cầm cập, nhịp tim cứ thế bạo động trong lồng ngực không ngừng. Tôi hãi lắm. Cái trò đùa của thằng Tuấn ban nãy lại mơ hồ hiện lại trong đầu óc. Bây giờ đã là 2 giờ đêm rồi, vừa đúng cái thời mà người ta nói là nhiều ma nhất. Có khi nào lại đúng là ma thật không? Những suy nghĩ đó cứ lợn vợn trong đầu, khiến tôi càng lúc càng sợ đến điếng người. Ấy mà khoảng 5 phút sau, cái tiếng con mèo trên mái nhà cũng ngưng kêu hẳn. Đến lúc này tôi đã nghĩ rằng bản thân có thể trấn tĩnh hơn được một phần nào, thì bất giác một thứ âm thanh kinh dị hơn lại vang lên. Từ ngoài cánh cửa buồng khô dầu, từ từ vang lên những tiếng kèn két, nghe đến buốt cả óc. Cái thứ tiếng động này cứ như thể muốn xoáy thật sâu vào bên trong trí não của tôi vậy. Nó làm cả người tôi nổi lên một trận da gà da vịt. Hai hàm răng đánh vào nhau lách cách bởi sự lạnh lẽo đến cùng cực. Kéo theo đó là những tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Chắc chắn tôi không nghe nhầm được. là tiếng bước chân. Cái thứ tiếng bước chân như càng ngày càng tiến gần tôi vậy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi khẽ lẩm bẩm, hai tay cũng buông bỏ góc chăn mà chắp vào nhau khấn vái. Dù sợ lắm, nhưng có lẽ cái đức tin vẫn là thứ sẽ cứu rỗi tôi vào lúc này. Chí ít thì tôi nghĩ là vậy. Một hồi lâu sau thì mới trấn tĩnh được phần nào. Cái thứ tiếng bước chân kia rồi cũng biến mất hẳn, trả lại cái khoảng không gian tối tăm mù mịt, im phăng phắc đến mức không còn nghe thấy tiếng ếch nhái kêu ngoài đầu hè nữa. Đến lúc này thì tôi mới dám hé hé cái tấm chăn kia xuống một chút tới quá mắt. Ấy thế nhưng còn chưa kịp quay ra thì tôi đã bị dọa cho một phen chết đứng tim. Từ cái thứ ánh sáng heo hắt của ánh trăng lọt vào trong khung cửa sổ, một cái bóng người in hẳn lên bức tường, là một người đàn bà. Tôi đoán vậy vì tôi thấy mái tóc của kẻ này dài xõa sợi xuống quá lưng. Lúc này tôi đã hãi lắm rồi, chỉ muốn hét lên một tiếng rồi nhảy bổ lên thoát thân. Ấy thế nhưng thế nào lại không được. Cả người chỉ có thể vô lực mà nằm yên bất động trong một góc giường. Ánh mắt vẫn chần chần nhìn cái bóng kia vẫn đang đứng lù lù ở đó. Đúng lúc ấy, cái bóng bắt đầu duỗi cái cánh tay về phía tôi. Từ trên hình ảnh phản chiếu trên bức tường, rõ ràng thấy một như thể cái thứ ấy muốn túm lấy đầu tôi vậy. Tôi sợ đến chết cứng người một nhịp. Cái bản năng sinh tồn đến lúc này chợt trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Một hơi, tôi vội vùng tấm chăn lên mà nhảy dựng lên, toàn phóng thẳng ra ngoài phía cánh cửa, thoát thân. Ấy thế nhưng, đến giây phút ấy tôi mới thử người. Hóa ra cái bóng ấy không ai khác, lại chính là bà nội của tôi. Cái cảm giác sợ hãi trong thoáng chốc đã vơi đi phần nào. Tôi nhíu mày lại mà hỏi: "Ôi, sao bà còn chưa đi ngủ à?" Ôi, làm cháu hết cả hồn. Cánh tay của bà lúc này mới thu hẳn lại. Ấy thế nhưng vẫn chẳng nói năng được câu gì, mà chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt đờ đẫn. Cái vẻ mặt lạnh tanh của bà làm tôi có một chút lạnh gáy. Chỉ thấy bà mấp máy môi như đang muốn nói điều gì. Đột nhiên bà lại quay người đi, cất những bước nặng nề ra phía cửa buồng, mà không thèm quay đầu lại dù chỉ là một cái. Cái cảm giác sợ hãi mơ hồ cứ như thế mà tiêu tán. Có thể là bà bị mộng du chăng? Trước đây tôi cũng đã từng gặp trường hợp như vậy ở phòng trọ của mình rồi. Chắc mẩm với suy nghĩ ấy, tôi lại vô thức mà bước theo bà mà tới phía cánh cửa buồng. Ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của bà đang bước lại cái giường ban nãy. Chỉ thấy trong cái bóng tối mập mờ, bà khẽ ngồi xuống, hai tay chắp vào nhau mà xoa đều. Khóe miệng của bà vẫn mấp máy không yên. Đột nhiên, bà quay phắt về phía tôi, trợn trừng cái cặp mắt trắng dã. Trong bóng đêm, cái cặp mắt ấy sáng quắc lên rõ một. Khỏi phải nói, ngay trong giây phút ấy tôi đã sợ đến thế nào. Quả tim trong lồng ngực chỉ thiếu nước nhảy bổ ra bên ngoài vì cơn sợ hãi tức thời. Trong giây phút quá hãi hùng, tôi vội chạy ngược về phía chiếc giường mà trùm lại tấm chăn cho đến kín đầu. Cả người lạnh buốt như thể chúng phải cơn gió mùa. Và cứ như thế, tôi cứ nuôi cái sự sợ hãi ấy cho tới gần hết đêm. Cho đến tận 2-3 tiếng sau, khi đã quá mệt mỏi, thì đôi mắt mệt mỏi mới có thể ngủ được đôi 3 phút. Quá 8 giờ sáng, cái tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi sau một đêm dài đằng đẵng. Liếc cặp mắt mệt mỏi thì thấy đó là số của bố. Vừa nhấc máy lên thì bố đã hỏi: "Bà thế nào rồi con?" "Vẫn khỏe bố ạ, nhưng bà già đi nhiều rồi. Đêm qua con bị dọa cho hết cả hồn." Bố không thèm để tâm đến lời nói của tôi, chỉ bảo: "Con mua cho bà mấy thứ đồ ăn ngon. Mấy hôm nay bố bận lắm, chưa chắc về được đâu. Khi nào về hết bao nhiêu tiền thì cứ bảo bố gửi lại cho." Tôi chỉ vâng dạ cho qua loa. Cũng biết thừa rằng sự việc này diễn ra từ trước, nên cũng chẳng mảy may bất ngờ hay nóng giận gì cả. Ném cái điện thoại sang một bên, lồm cồm lết cái thân mệt mỏi rã rời ra khỏi giường, thì đã thấy mặt trời lên cao từ lúc nào. Bên ngoài đã vang vẳng tiếng radio của bà nội. Những thứ ký ức từ đêm qua có một phần làm tôi thấy khó hiểu. Nếu như thật sự bà nội tôi bị mộng du, thì cái hình ảnh đêm qua bà quay phắt lại nhìn tôi là sao đây? Bình thường người mộng du thì đâu có mở mắt đâu. Những thứ suy nghĩ này càng làm tôi trở nên mông lung, có một chút mệt mỏi tinh thần, Tôi đành tặc lưỡi mà cho qua. Bây giờ phải đi kiếm cái gì bỏ bụng, vì cũng đã đói lắm rồi. Bước ra ngoài gian giữa thì đã thấy bà ngồi trước cái bàn uống nước, miệng vẫn nhai tóp tép miếng trầu đến đỏ ửng miệng, tay vẫn gọt cái rễ tía thành từng miếng. Tôi cố mở to cặp mắt thiếu ngủ mà nhìn bà. Ấy thế nhưng chưa qua khỏi một giây thì tóc gáy tôi đã dựng ngược cả lên. Từ trong bàn tay bà lúc này là biết bao nhiêu là máu. Tôi vội tá hỏa kêu ầm lên mà chạy tới. Bấy giờ mới biết khi bà cắt rễ tía thì lưỡi dao đã cứa cả vào ngón tay, sâu đến mức hở cả một phần thịt. Máu huyết từ vết thương đã chảy thẫm cả một bên ống quần lẫn vạt áo. Ấy thế mà mặt bà chẳng mảy may một chút đau đớn nào cả. Bà, sao bà lại cắt vào tay thế này? Bà nội tôi ngước cái khuôn mặt nhăn nheo lên nhìn. Cái cặp mắt vận đục lại làm tôi như dâng lên một sự sợ hãi mơ hồ. Ấy thế nhưng tôi chẳng bận tâm nữa, chỉ vội vớ lấy cái hộp thuốc lào trong cơi trầu mà bốc lấy một nhúm lớn lắm, bịt chặt vào vết thương của bà. Đến lúc này bà mới nói: "Cái liền đây à? Về lúc nào đấy? Sao đi lâu thế hả con?" Tôi chép miệng, có một chút mệt mỏi mà thở dài. "Con là Nga, Nga là cháu của bà đây. Mẹ con mất lâu rồi." Vừa dứt câu, đột nhiên cánh tay còn lại của bà nội thả cả cái rễ tía rơi xuống đất mà kéo mạnh lấy bàn tay tôi lại. Miệng bà lẩm bẩm điều gì đó rồi buông ra một câu nặng nề: "Liên, sao mày bỏ mẹ đi lâu như thế? Nga, sao mày bỏ bà đi lâu như thế? Sao mày bỏ bà đi lâu như thế hả con?" Tôi hốt lắm, nhìn cái ánh mắt bà thao láo nhìn về phía tôi. Cái ánh nhìn sắc lạnh ấy chẳng khác gì đêm hôm qua cả. Bà, đau tay cháu, bỏ cháu ra." Tôi cố gắng giằng cánh tay của mình ra. Mà quái lạ, bà nội đã cao tuổi đến như thế mà không hiểu sao bà lại khỏe đến vậy, dễ khi còn khỏe hơn cả tôi. Cái cảm giác bị bà bóp chặt bàn tay đau đến mức phát khóc. Phải mất một hồi thì tôi mới giằng được cái cánh tay ra, còn suýt chút nữa mất đà mà ngã quỵ xuống đất. Lúc đấy tôi đã sợ lắm, vội thở lên hồng hộc rồi hét toáng lên: "Bà làm sao thế? Cháu đau lắm đây này, bà ơi!" Tôi nhìn lại bàn tay đang ửng đỏ của mình, còn đang dính bê bết máu của bà mà có phần giận dữ. Bà bây giờ đã không còn hiền từ như ngày xưa nữa. Bà bây giờ khác lắm. Cái vẻ ngoài lạnh lẽo này của bà càng lúc càng làm tôi trở nên ghê sợ. Như thế bây giờ bà đã là một con người khác vậy. Thấy tôi như vậy, bà cũng chẳng mảy may gì, chỉ khẽ cúi cái lưng đã còng xuống mà nhặt lên cái rễ tía còn dính nguyên những vệt máu mà nhìn ngắm. Tôi đã không thể chịu đựng nổi nữa, vội lau đi những giọt nước mắt ngắn dài mà chạy thục mạng ra khỏi căn nhà của bà, tìm đến cái vườn xoan dưới dải đất bãi mà trước kia tôi cùng lũ trẻ đã từng nô đùa suốt những ngày tháng thời niên thiếu. "Nga, Nga phải không?" Từ đằng xa, chỗ dưới vệ sông phát ra một âm thanh quen thuộc. Tôi cố nuốt gọn những giọt nước mắt chảy ngược vào trong mà nhìn tới. Là thằng Tũn, nó đang cất vó dưới sông. Trùng hợp thật. "Mày đang cất vó đấy à?" Tôi lớn tiếng hỏi. Nghe vậy thì thằng Tún cũng vội chạy ngược lên, tháo cái nón xuống mà cười hề hề. "Sao thế? Mới bàn sáng đã xuống đây mà mày khóc đấy à?" "Không có, tao mà phải khóc á." Tôi cố giấu đi những nỗi niềm, lại nhìn xuống mấy cái trũng còng vút ở dưới mặt sông. "Mày rảnh rỗi thế, không có việc gì làm xuống đây cất trũm mà?" Nhà tao mới bán na đàn bò hôm qua, được một mớ, thế là ông bà già cho nghỉ xả hơi mấy ngày. Mấy hôm nữa lại mua giống mới, lại đi chăn." Nói đến đây, cho thằng Tốn lại quay qua đối diện tôi mà nghiêm giọng, lại ra vẻ nghiêm túc. "Thế vợ làm sao? Thằng nào nó bắt nạt vợ, để anh đi đấm cho nó mấy cái." "Mày đang bắt nạt tao đấy." Tôi trù cái mỏ lên, cũng chẳng có tâm trạng để đùa nữa. Những nỗi tâm sự đã nghĩ rằng chẳng thể nói cùng ai, bỗng chốc bộc bạch hết cho thằng Tún. Kể cũng lạ thật. Thằng Tún nghe xong thì cũng chép miệng bảo: Tao thì thoảng cũng qua với bà mày. Lúc trước thì không sao đâu, nhưng dạo gần đây, đại loại là 1-2 tháng về trước, đột nhiên bà mày hay gắt gỏng lắm, có khi còn cắn tao nữa cơ. Từ đợt ấy tao cũng ít sang, thấy bà ốm quá, nên là tao cũng chỉ dám bảo mẹ tao sang xem thế nào, chứ tao cũng sợ lắm. Nghe đến vậy thì tôi cũng ngờ ngợ ra những suy nghĩ chẳng lành. Bảo, cứ thế này thì sống làm sao được. Bà tao như kiểu bị ma nhập ấy mày ạ. Mà có khi nào bị ma nhập thật không? Cũng dễ lắm. Bà mày ở nhà một mình, quanh năm hương khói cũng khó khăn. Tao nghe mấy người lớn bảo là nhà nào mà không chăm lo hương khói, ông bà tổ tiên hay thần Phật ít phù hộ cho lắm. Như thế dễ bị ma quỷ đeo bám vào nhà chẳng biết chừng. Thế mày có cách nào không? Giúp tao với, chứ thế này tao không chịu nổi được đâu. Thằng Tốn ngay lập tức méo mặt ngay. Tiền sư mày, tao là thằng chăn bò, chứ có phải thầy cúng đâu mà giúp được. Tôi vội chép miệng, khẽ quay mặt đi hướng khác. Thế mà lúc nào cũng chồng vợ vợ, chồng với con vô tích sự. Đúng như tôi nghĩ, thằng cô Tốn liền bị câu nói động tới lòng tự ái. Nó vội đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh mà chỉ trỏ. Này, hơi bị khinh thằng này rồi đấy. Đây cái gì chả làm được. Đợi đấy. Nói rồi nó quay đi một mạch, còn không thèm cả mang mấy cái vó chũm về. Tôi đứng nhìn theo bóng lưng của nó một hồi lâu, mãi cho tới tận khuất sau những hàng ngô cao vun vút thì mới thoáng qua sự bồi hồi. Chẳng lẽ một đám cưới của bọn trẻ con mà nó lại coi là thật sao? Nhưng cái thằng vừa đen vừa bẩn này nòm cũng được phết đấy chứ. Quay trở về nhà thì cũng là vừa lúc đầu giờ trưa. Bấy giờ tâm trạng đã tốt lên kha khá. Trên tay cũng đã xách lỉnh kỉnh vài ba túi đồ ăn, vì cũng đã tiện đường mà tạt qua chợ. Ngước mắt lên nhà thì vẫn thấy bà ngồi ôm cái đài radio mà bần thần trông ra ngoài sân. Tôi cũng chỉ đơn giản nói đại một vài câu rồi chui tọt vào trong bếp. Cái làn khói bếp cay xẻ mắt vẫn đượm một cái mùi vị quen thuộc của những ngày xưa cũ. Tôi cứ nhìn theo những làn khói phơ phất bay lên, cái mái bếp dày đặc bổ hóng mất một hồi, suýt chút nữa còn cháy khề cả một xong cơm bằng gang. Lụi hụi một hồi thì cũng nấu xong bữa cơm tạm bợ, sắp xếp mọi thứ gọn ghẽ vào trong mâm rồi bưng lên trên nhà. Lúc này bà nội đã không còn ngồi trên gian giữa nữa, nhìn quanh một vòng cũng chẳng thấy đâu. Đoán rằng bà đang đi vệ sinh hay đâu đó nên cũng kệ. Đại khái ngồi xuống mâm rồi móc cái điện thoại nhắn vài tin với bạn bè trên thành phố. Ấy thế mà quanh đi quẩn lại đã gần một tiếng đồng hồ. Lúc này tôi mới thấy lo lắng dần. Nhìn mâm cơm canh đã nguội hết cả thì vội đứng dậy gọi to thêm mấy tiếng. Cũng trực tiếp vào trong căn buồng lẫn nhà vệ sinh, cũng chẳng thấy bà đâu cả. Bà lại đi đâu mất rồi? Tôi có một chút khó chịu, khẽ thở dài thườn thượt, vội chạy sang bên cạnh mấy nhà hàng xóm hỏi thử, thì ai cũng bảo là bà không có sang bên đó. Cũng chẳng thấy ai thấy bà đi đâu cả. Nghe vậy thì tôi sợ lắm. Tuổi bà cũng đã cao rồi, hơn nữa thậm chí còn thẫn thờ như vậy thì biết có xảy ra được chuyện gì hay không. Vội chạy đến mọi nơi mà tôi nghĩ bà có thể đến mà tìm. Cũng có mấy nhà hàng xóm tốt tính nói để đi tìm cùng, mỗi người một chân một tay, mong rằng bà sẽ không bị làm sao cả. Cho tới mãi giữa làng, lúc này lại gặp thằng Tốn đi về ngược lối. Nhìn mặt nó hồ hởi lắm. Vừa mới thấy tôi, nó đã lớn tiếng bảo: Nga! Nga! Tao bảo! Có gì để sau nói đi. Bà tao đi đâu rồi ấy, tìm mãi không thấy. Thằng Tốn nghe vậy liền lập tức đổi ngay thái độ, cũng tỏ ra không kém lo lắng. Chết chữa! Mày làm gì mà để bà đi đâu cũng không biết? Thì tao nấu cơm dưới bếp chứ đi đâu. Quay lên đã chả thấy bà đâu nữa. Bực thế chứ. Sớm không tới, muộn không tới, cứ nhè đúng cái lúc tao về thì bà lại... Tôi dậm chân xuống đất thủm thụp. Ấy thế nhưng cũng đành bỏ qua suy nghĩ tiêu cực mà chú tâm vào việc tìm bà. Thằng cô Tốn cũng bảo để nó đi tìm phụ, nói bà già cả rồi, chắc cũng chẳng thể đi xa được. Hai đứa cứ thế phân phó nhau đi ngược lối. Tìm được bà thì phải lập tức liên lạc qua điện thoại ngay. Chẳng biết là tôi đã đi bao lâu, thậm chí đã tìm sang tận làng bên rồi, nhưng vẫn chẳng thấy. Trời cũng đã về tối dần. Đôi chân mệt lả mà không gắng gượng nổi nữa. Nhìn lại thì cũng chẳng có cuộc gọi nào của thằng Tuấn cả. Tôi cũng thử gọi điện cho xem đã có tung tích gì chưa, nhưng cũng chỉ nhận lại là giọng thở dài của nó. Đến lúc này thì tôi đã hết kiên nhẫn rồi, đành cuốc bộ về nhà bà. Mà tôi nghĩ biết đâu bà cũng đã tự trở về rồi thì sao. Ấy thế mà lại đúng thật. Cái lúc tôi vừa vào đến ngõ thì trước cái hiên nhà tối om om, không có lấy một ánh điện như phảng phất một bóng dáng người. Hơn nữa còn đang ngồi chồm hổm. Tôi nhận ra ngay đó là bà, vội chạy thẳng một mạch tới mà thét lên: "Bà đi đâu mà để con tìm mãi?" Bà chỉ lắc đầu mà không nói gì. Tôi bực mình lắm, vội chạy thẳng vào trong nhà mà bật sáng mọi ngọn đèn. Tới lúc quay ra ngoài hiên thì có một phần tá hỏa. Cả người bà lem luốc như thể vừa ngã vào vũng bùn đất. Mái tóc bạc xõa sợi phủ xuống cái gương mặt lạnh đăm đăm. Bà ngẩng lên nhìn tôi, cái miệng dần mở ra làm lộ bộ răng cái còn cái mất. Bà bảo: "Tao đi thăm ông mày. Tao nhớ ông mày lắm." "Thì bà đi cũng phải bảo con một tiếng chứ, làm con tìm mãi từ trưa tới giờ." Tôi thở dài, vội lau đi những tầng mồ hôi còn đầm đìa trên trán. Tôi không biết là có thể chịu cái cảnh này thêm được bao lâu nữa. "Thế bà có đói không? Con dọn cơm cho bà ăn nhé." Đối diện với câu hỏi của tôi, bà không trả lời ngay mà chỉ lắc đầu đại khái. Cái vẻ mặt lạnh toát của bà bỗng dưng thay đổi thái độ, như thể đang hoang mang lắm. Có người muốn bắt mày đi. Có người muốn bắt mày đi cháu ạ." Bà lại sao nữa?" Câu nói của bà làm tôi bất an hẳn. Trong miệng khẽ nuốt ực nước bọt một tiếng mà nhìn bà. "Có người bắt mày đi. Có người bắt mày đi. Có đứa muốn bắt mày đi." Bà cứ lẩm bẩm như thế mãi, làm tôi đâm ra sợ bóng sợ gió. Ánh mắt láo liền mà nhìn ra tứ phía, ngay chỗ những lùm cây tùm ngoài vườn, bất giác đem lại cho tôi những cảm giác bất an. "Ai? Bà bảo ai muốn bắt con đi? Bà nói rõ ra xem nào." "Nó bắt mày đi đấy. Nó bắt mày đấy." Lúc này, cái đầu của bà chợt vẹo sang một bên. Ánh nhìn chăm chăm về một khoảng tối ở đầu ngõ. Tôi cũng vội nhìn theo. Ấy thế nhưng chỉ thấy duy nhất một bóng đèn vàng úa cứ chập chờn không ngừng, lúc sáng lúc tối. Nghĩ có khi bà lại nói năng linh tinh nên cũng đành chép miệng mà đứng dậy. Còn đang tính chạy xuống bếp bưng lại mâm cơm vẫn còn nguyên từ trưa để cho bà ăn, thì bà đột ngột cũng đứng dậy theo, lại hướng về cái giường quen thuộc mà đặt mình xuống. "Bà để con tắm rửa cho đã, chứ người bà bẩn thế này làm sao mà ngủ được." Bà không đáp, chỉ vớ lấy cái quạt nan mà phe phẩy tới cái gối đã mốc mèo xanh đỏ ở bên cạnh thân mình. Giống hệt như những ngày thơ ấu, bà đã từng quạt cho tôi vào những trưa hè vậy. Tôi có một chút bồi hồi. Trong giây phút ánh mắt lại ngấn lên những dòng lệ. "Nó bắt mày đấy cháu ạ. Nó bắt mày đấy." Bà cứ lẩm bẩm mãi cái câu nói ấy khiến tôi phát cáu. Ấy thế nhưng vẫn đành phải quay người xuống sân giếng mà bưng lên một chậu nước lẫn cái khăn mặt, lau qua những vết bẩn loang lộ trên cơ thể của bà. Có lẽ đã gần 10 năm rồi, đến bây giờ tôi mới được chạm vào bà một cách trần trụi như thế. Cái làn da nhăn nhúm ấy làm tôi mải may lên những suy nghĩ buồn tủi. Rồi bà sẽ sống được đến bao giờ nữa đây? Trong sự mông lung, từ khi nào tôi mới để ý rằng bà đã héo mòn đến thế? Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên làm tôi như chợt tỉnh. Mở máy ra thì nhìn ngay được số của thằng Tốn. "Alo, tìm thấy bà chưa?" "Rồi, bà bảo đi thăm ông. Chắc là ở ngoài bãi Tha Ma bây giờ mới về." Cũng mày phúc tổ cho nhà mày đấy, chứ bà mà làm sao thì có mà khốn." Hai đứa tôi lại ậm ừ được mấy câu. Đoạn như nhớ ra điều gì nên tôi vội hỏi ngay. "Thế ban trưa mày muốn nói gì với tao thế?" Đầu dây bên kia, thằng Tún lên một tiếng mà bảo: "Tao có nhờ bà già tìm cho mày một ông thầy Pháp cao tay lắm. Mày tao dẫn lão đến nhà mày, xem bà có bị vong nó nhập hay không, thì để còn cứu. Rõ khổ, mẹ ta bảo tuổi bà mà còn vướng vào mấy cái nạn âm như thế thì hại lắm đấy. Tôi đáp bâng quơ, cũng chẳng có tâm trạng mà nghe nó nói phét nữa. Chỉ đơn giản là cảm ơn đại khái rồi cúp máy. Nhìn lại thì bà cũng đã nhắm mắt mà thở lên từng tiếng khàn khàn. Có khi là bà cũng đã ngủ say rồi cũng nên. Ngày hôm nay là một ngày dài. Tôi cũng đã quá đủ sự mệt mỏi rồi. Chỉ muốn đặt mình xuống giường rồi ngủ một giấc thật say mà thôi. Quá 2 giờ đêm, gió bắt đầu lùa vào qua khung cửa sổ mát dịu. Dù vẫn chưa quen với cái giường ấy, thế nhưng chắc tại vì tôi đã quá mệt mỏi nên chìm vào cơn mê man lúc nào chẳng hay. Đột nhiên, vào đúng lúc cái đồng hồ ở bên ngoài gian giữa vang lên mấy tiếng kính con, báo hiệu vừa tròn 2 giờ sáng. Con chó nhà hàng xóm bỗng nhiên lại nổi lên một tràng. Nó chú chéo thêm một tiếng dài, làm tôi giật bắn mình mà tỉnh dậy. Vốn tính tôi thính lắm, chỉ một vài tiếng động như vậy là có thể tỉnh dậy ngay được. Con chó ở bên nhà vẫn cứ không ngừng kêu réo lên từng hồi ăng ẳng, sau đó lại sủa thành một tràng 3 tiếng giấm dứt. Một cảm giác hoang mang bắt đầu dâng lên trong suy nghĩ. Người ta nói chó mà chu lên 3 tiếng như thế tức là gặp oan hồn, hay nói cách khác là thứ tiếng ấy là tiếng chó cắn ma. Trong đầu óc bắt đầu văng vẳng lên cái câu nói của bà từ hồi chiều. Có đứa muốn bắt mày, có đứa đến bắt mày. Tôi có một chút bất an. Chẳng lẽ những lời bà nói là thật hay sao? Vừa mới về quê chưa nổi 2 ngày trời mà biết bao nhiêu là những thứ chuyện kỳ quái. Có phải số tôi quá đen đủi hay không? Suy nghĩ chưa kịp dứt thì chợt một thứ âm thanh như thể có một thứ gì đó đang cào vào nền nhà, khiến tôi rợn cả tóc gáy. Điều kinh dị hơn là cái thứ tiếng ấy lại phát ra từ chính gầm giường của tôi. Cái cơn hãi hùng bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể. Khóe miệng tôi run rẩy va vào nhau cầm cập. Tôi sợ lắm, muốn cất giọng lên gọi bà nội, ấy thế nào lại không được. Đến ngay cả việc ngó đầu sang một hướng khác cũng chẳng thể dùng lực được nữa. Cả người tôi lúc ấy cứ cứng như một bức tượng đá. Tôi cố cử động, ấy thế nhưng cảm tưởng có một thứ thế lực vô hình nào đó đang đè chặt lên cả cơ thể. Đến ngay cả từng đốt ngón tay cũng chẳng tài nào nhúc nhích được. Duy chỉ còn lại cặp mắt vẫn còn cố láo liên mà trợn trừng trừng. Tôi biết mình đang bị bóng đè, cũng biết việc này theo lý giải của khoa học, tức là phần não bị thiếu oxy, dẫn đến cơ quan trên cơ thể không thể điều khiển tự do được. Nghĩ vậy, tôi lại cố thả lỏng người, khuôn miệng cũng chẳng cố mà cất tiếng nữa. Chỉ biết rằng trong tiềm thức lúc ấy chỉ còn tồn tại một khái niệm duy nhất, đó chính là phải hít thở đều mà thôi. Một nhịp, 2 nhịp, tôi cố ngoác rộng cái miệng ra một chút để hít thở. Cứ nghĩ rằng sau 5-10 phút thì cũng sẽ thoát khỏi cái tình trạng này thôi. Ấy thế mà chưa kịp hít đến hơi thứ 3 thì đột nhiên từ dưới cái gầm giường, cái thứ âm thanh kèn két kia lại vang lên một lần nữa. Lúc này trong đầu óc tôi đột nhiên mường tượng đến thứ gì. Cái thứ âm thanh này nó giống hệt như ai đó đang dùng móng tay mà cào liên tục vào cái nền xi măng vậy. Tôi bắt đầu bị sự sợ hãi xâm chiếm lý trí, cũng quên hẳn việc về hô hấp thành từng nhịp. Chỉ có thể trợn trừng con mắt mà nhìn về phía dưới đất, nơi cái ánh trăng mờ nhạt vẫn hắt vào bên trong. Ấy thế mà chưa qua nổi 1 giây, tôi lập tức đã phải trải qua một phen sợ hãi đến bạt cả vía. Lúc này, từ bên trong gầm giường từ từ thò ra một bàn tay đen chùi chũi, dài ngoằng. Nó dài đến mức còn chạm tới cái bóng trăng ở mãi tận giữa phòng. Tiếp theo đó, nó bắt đầu bỏ trườn ra khỏi, làm lộ ra một cái cơ thể gầy trơ, cao lêu nghêu. Ban đầu nó chỉ như bỏ dưới đất thôi, ấy thế nào đột nhiên nó lại đứng bật dậy. Cái đầu của nó còn thiếu chút nữa là chạm đến nóc nhà. Tôi không biết nó là thứ gì, chỉ thấy nó là một thứ đen chùi chũi, cánh tay dài quá đầu gối lộ ra 10 đầu móng tay nhọn hoắt. Còn không để tôi có thể an tĩnh được 1 giây, nó trực tiếp lao tới. Cái đầu dần cúi xuống chỉ cách mặt tôi chừng một gang tay. Tôi như chết lặng khi cái khuôn mặt ấy càng ngày càng dí sát gần hơn. Nó không có ngũ quan, cả khuôn mặt chỉ là một điểm đen đến kinh dị. Trên đỉnh đầu chỉ lất vất vài sợi tóc cột lùn. Tôi nhắm nghiền mắt lại, trong khoang miệng đang mím chặt vẫn cố hé ra vài lời. Cứu! Cứu với! Cứu tôi với! Cái bóng đen kia thì ngày càng tiến sát tới gần. Trong giây phút quá sợ hãi, tôi như muốn hét lên một tiếng thật lớn. Ấy thế nhưng không được. Không hiểu vì sao cái cặp mắt đang muốn khép chặt đột nhiên cứ mở ra trừng trừng, như thể cái thứ kia đang dần dần điều khiển lấy tôi vậy. Cái bóng đen cao lều nghêu kia không cúi thấp thêm nữa. Nó cứ đứng đó như thể đang nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên, nó há ra một cái miệng rộng ngoác trên khuôn mặt trống trơn, phả ra một cái luồng hơi hôi tanh đến lợm cả giọng. Cả cơ thể tôi lúc ấy như chết lặng. Cũng đã nghĩ tới việc nó sẽ nuốt chửng lấy tôi rồi. Ấy thế nhưng mà không. Trong cái phần cổ họng đen kịt kịt của nó bỗng chốc phát ra một loại âm thanh, như thể nó đang muốn nói gì với tôi vậy. Đi, đi, đi. Đi đâu? Cái thứ âm thanh ấy cứ ngày một bé dần. Hơn nữa cũng thè thé, nên tôi chẳng tài nào hiểu được. Lúc ấy trong thầm tâm như nảy lên những suy nghĩ ghê sợ về cái câu nói của bà. Nó muốn bắt mày đi. Nó đến bắt mày. Quý vị vừa đón nghe xong tập 1, một câu chuyện của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Và câu chuyện này thì Thuận sẽ chia thành 2 phần, nên tối ngày mai chúng ta sẽ đón nghe nốt phần cuối của câu chuyện nhé. Liệu nhân vật người cháu trong câu chuyện đang gặp phải cái biến cố gì? Tại sao người bà lại luôn miệng nói có một người nào đó nó muốn bắt cái người cháu này đi? Và những cái bóng ma đang hiện về và muốn bắt đứa cháu này tại sao lại làm điều ấy? Cô ấy có tội lỗi gì đó hay chăng mà lại muốn bắt cô ấy đi? Và thực sự đọc cái câu chuyện này thì tự dưng một cái cảm giác ùa về, tuổi thơ ùa về. Và thực sự Thuận cũng rất là nhớ bà nội của mình khi đọc đến cái câu chuyện này. Vì ngày xưa Thuận cũng trong cái trường hợp là sống cùng với ông bà nội từ bé. Bố mẹ thì đi làm ăn từ xa, nên thành ra là Thuận sống với ông bà nội thôi. Và khi đọc cái câu chuyện này thì hình ảnh của người bà nội của mình cứ hiện rõ rệt ở trong đầu. Từ gương mặt, từ cử chỉ hay những cái hành động bà bắt phải ngủ trưa, hay là khi đi chơi thì bà gọi về. Bà nội Thuận thì rất là hiền, chưa bao giờ mà chửi cháu cả, hay là mắng cháu cả, hay là đánh cháu cả. Rất là thương cháu. Thực sự đọc câu chuyện này thấy nhớ bà thật sự. Bà Thuận thì cũng đã mất cách đây khá là nhiều năm rồi. Mất lúc đó thì Thuận mới học lớp 6 thôi. Và thôi dù sao cũng là một cái câu chuyện, nó khiến cho một cái miền ký ức của mình nó trở về. Và thực sự Thuận hy vọng rằng những ai vẫn còn đang còn ông còn bà thì hãy dành những tình yêu thương cho ông bà thật là nhiều. Bởi vì thực sự đôi khi người già người ta cô đơn lắm. Con cháu phải đi làm ăn hết, và già cả rồi thì niềm vui của họ cũng chỉ là quanh quẩn ở nhà, ở xóm, ở làng. Thành thực ra là nếu như có thời gian thì các cháu hãy dành thời gian nhiều hơn cho ông cho bà. Cắt móng tay cho ông cho bà này, ngồi tâm tình tâm sự nói chuyện với ông bà này. Thực sự bây giờ Thuận rất là thèm cái cảm giác đó. Nhưng mà ông bà nội của Thuận thì đã mất rồi, và chỉ còn duy nhất bà ngoại thôi. Và cũng đã một khoảng thời gian, khoảng vài tháng rồi Thuận cũng chưa có về quê, cũng chưa được gặp bà. Nên tự dưng đọc cái câu chuyện này nó thôi thúc mình hãy về quê và ngồi tâm sự nói chuyện với bà. Và mỗi lần Thuận về quê thì Thuận đều ngồi cắt móng tay cho bà ngoại. Nói thật bà ngoại Thuận trời ơi, có cái bộ móng tay móng chân ấy rất là kiểu như là dày và đen, vì từ thời xưa làm nông kìa, cực khổ vất vả lắm, nên thành ra móng chân móng tay đến cái tuổi này là giống như kiểu nó bị hư hay sao ấy, nó mọc lên rất là dày và nói thật là nhiều khi có mùi nữa. Nhưng mà Thuận lại không sợ điều đó. Mỗi lần về thì Thuận đều nhìn thấy móng tay của bà dài là đều ngồi cắt cho bà. Thực sự cái cảm giác đấy nó rất là bình yên, nó rất là hạnh phúc, và mình vui, bà mình cũng vui. Nên hy vọng rằng những ai còn bà, còn ông, chúng ta hãy dành thời gian cho họ thật là nhiều. Đừng để đến một ngày nào đó chúng ta có muốn làm cũng không thể làm được nữa. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện của Thuận, đón nghe những điều Thuận vừa nói. Và chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc quý vị nhé.